Chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên video trễ tại vì nãy sáng sớm hồi nãy mình có ra ngoài ngoài vườn á. Mình quay cái video mà cả nhà biết sao không? Đang quay nửa chừng cái nó hết pin cái rồi nó mất tiêu cái video luôn. Giờ phải sạc dù sạc pin nãy giờ mà được có 5-7%. Giờ bắt đầu mình dù sạc pin dù làm video lên để tâm sự với cả nhà, tâm sự với cả nhà ngày 24 Noel. Chúc cả nhà YouTuber luôn luôn bình an, khỏe mạnh và luôn luôn làm YouTube thành công, đại đại thành công. Ai cũng vậy hết thì mình cũng cảm ơn cả nhà thời gian qua cũng luôn luôn ủng hộ Thanh Ngọc và đồng hành cùng với Thanh Ngọc nhưng sẵn dịp đây thì mình cũng chia sẻ và có vài lời để mong cả nhà YouTuber nếu như xem cái video của Ngọc thì mong cả nhà hãy vô xem cho thật lâu được 10 phút và cả nhà hãy rút chân ra chứ cả nhà đừng có như là nhảy vô rồi vội vã comment rồi rút chân ra thì như vậy thì không có được gì hết, cả nhà cũng không được mà mình cũng không được gì hết. Thì cả nhà mình làm như vậy thì đâm ra cái video của mình nó lại xấu đi, anh Du ảnh không có chấm được cái view nào hết thì tại vì ảnh cho cái mũi tên đen chạy xuống. Bởi vì sao? Cả nhà xem vô mới được có 1 phút hay là 2 phút gì đó cả nhà rút chân ra thì đâm ra thì cái video của mình anh Du anh đánh giá là không được tốt, những người xem không được tốt cho nên ảnh quẹt. Anh robot chứ không phải anh YouTube, anh robot ảnh quẹt hết thì anh YouTube ảnh đưa xuống thì anh robot làm theo thôi. Không có giống như ngày xưa nha cả nhà. Ngày xưa cả nhà không có khó khăn. YouTube nó không có khó khăn thì cả nhà vô cả nhà làm sao làm. Cả nhà lên video cả nhà làm cái gì cũng được hết. Làm nói chung là đủ thứ cái trò hết mà không có sao. Nhưng thời gian gần đây, thời gian mấy năm nay thì nó rất là khó khăn. Từ ngày dịch bệnh tới giờ thì nó rất là khó khăn cho nên á, ai mà làm một cái video hãy cẩn thận chứ nếu không thì anh robot anh quẹt hết à. Thì mới ngày hôm qua mình đã đưa lên một cái clip để bữa nay mình định đăng lên nhưng mà mở ra thì thấy cái đồng tiền màu vàng là không được. Thì cho nên từ chỗ đó mình mới tháo gỡ xuống và bây giờ thì mình làm một cái video để trước là chúc mừng cả nhà đón Noel 24 là bữa nay thứ sáu là 24 Noel, chúc cả nhà tất cả gia đình đều vui vẻ sum vầy với nhau trong mùa Noel mùa Covid. Năm nay nữa là năm thứ ba là ba cái Tết Noel mà vẫn vẫn còn cái mùa dịch thì ai ai cũng buồn hết nha cả nhà, ai cũng đều buồn hết, cả thế giới đều buồn. Buồn vì sao? Buồn vì cái Covid nó không được hết. Cái này là ngày hôm qua mình mới vừa làm cái này nha cả nhà.
Hôm qua mình mới vừa đang đang bằng len á, mình quấn bằng len xong mình làm chứ ngày bữa mình bị hư cái đầu, như là nó không còn cái cục tròn trắng này nữa, cái cục bông gòn trắng này, cho nên là hồi tối nay mình ngồi mình làm mà mình kết vô đó. Thì cái nón kia thì nó có ông già Noel ở ở đây. Cái nón này thì lúc trước cái thì mình chưa có làm, mình lười biếng làm cái này cho nên mình không có đội. Bây giờ cái này thì nó có đèn nhưng mà cái cục pin nó cũng bị hư rồi, tại vì nó mấy mấy cái này thì nó nhiều năm nó bị hư, không phải hư hết pin mà cái loại pin này thì mình cũng không biết ở đâu để mình tìm kiếm, cho nên thì thôi kệ nó để vậy. Một năm mới có Noel một lần, thì hôm nay chơi nón Noel nè. Me Noel nha, màu đỏ hết màu đỏ hết nha cả nhà. Tượng trưng cho một năm hơn may mắn, cái gì cũng đỏ hết. Đỏ với này trắng, dành 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 nón Be Noel cũng màu trắng, coi như là năm một một năm đầy may mắn, an lành, sự bình 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 an cho cả thế giới. Và may mắn đâu không thấy, mà thấy ông xã ông làm gãy cửa ông làm sao mà cái cửa sau nhà kara đó ông khóa, ông gài lại, ông chuyên môn, có ông trộm cắp gì đâu. Khóa cửa ngoài rồi thì cửa trong này thì mình đóng lại thôi, chứ mình đừng có khóa cái chìa khóa. Ổng chuyên môn khóa, vậy hồi sáng này ổng mở làm sao không biết, ổng mở làm sao ổng dặn chìa khóa làm sao không biết, cái nó gãy đi, nó gãy cái khúc khúc đầu á, nó nằm ở trong cái ổ khóa, ổng mở không được, để ổng ra ổng hút thuốc xong ổng làm cũng được. Cái ổng mới mở cái cửa chánh nè, ổng đứng ra ngoài, ổng ra ngoài ổng đứng ổng hút thuốc. Xong hồi hồi lúc mà 10 giờ mấy ổng đi qua bên nhà của người bạn kế bên nhà mình, ổng mượn hai cái cây xà beng về ổng nại cái cửa cây cửa cây kara đó, mà mình cửa kara để ra vô đó cả nhà, cửa bằng cây thì ổng để cái xà beng vô, cái này ổng để vô kia ổng nại ra, thì cái ổ khóa của cái cửa cây đó thì nó cũng bị bung ra, thì ổng vô được rồi. Ở mấy cái cửa ở ngoài á, thì nó có một cái chìa khóa nữa đó, ổng mới mở chìa khóa ra, ổng dặn ổng mở ra thì ổng mở cửa là được rồi, cái đầu chìa khóa đó nó mới văng ra. Bây giờ là ổng sợ rồi, ổng dám mà ổng không không dám mà khóa cái chìa khóa nữa, ổng chỉ khép cửa là thôi chứ ổng không khóa. Nếu khóa nữa thì nó bị gãy nữa thì kể như rồi, phá banh cửa luôn, cho nên giờ ông ta sợ rồi đó. Mà mình đi ra vô không bao giờ mình khóa, mà ổng chuyên môn ra vô hút thuốc cái ông khóa khóa, mà cái ổ khóa đó với cái chìa đó thì nó lâu năm rồi, nếu mình nói ra thì hả 50 năm rồi, cái chìa đó nó cũng giòn đó. Cho nên giờ hắn ta ngồi sợ rồi, giờ hắn ta ngồi hắn ta chơi ordinator nè, mình cho cả nhà thấy đó. Ông phá hoại ngày 24 Noel, phá hoại hư cửa hư nhà đó. Bây giờ ngồi ngồi chơi ordinator đó, coi tin tức tin nhắn gì của bạn bè gì đó đó, thấy ông già phá hoại chưa, ông già phá hoại. Mới có 20-24 thôi mà ổng phá hoại đó. Đó giờ ổng ngồi mình cho cả nhà thấy ổng ngồi kìa. Eo, bonjour tout le monde. Jamie, bonjour tout le monde. Đó, ông già phá hoại. Ông già phá hoại cửa, ông già ngồi, ông già chơi đó. Cho cả nhà thấy ông già phá hoại luôn á. Dám phá cửa của Mame de Noel nè à? Người ta ông già Noel ngưỡng này là Mame de Noel là mình cả nhà thấy không? Bữa nay về mình để cái
Cái điện thoại nó gần sát cho nên giờ mình thấy cái mặt mình nó bự nó to nha, chứ nay là mình sụt cái kilo à, sụt kilo xuống à cả nhà. Em để gần á, nhìn thấy nó bị mập đi, giờ để xa ra nè, đó đó, giờ để xa nè, chữa lại xa xa ra một chút nè đó. Nhưng mà cả nhà thấy cũng thấy mình rõ chứ gì, cũng nghe tiếng phải không cả nhà? Manuel đó. Có ai khùng như mình đâu. Noel giết cái khùng. Bây giờ mình chơi cái này nữa. Noel mình sẽ chơi cái này. Nãy giờ không chơi, giờ chơi nha. Bonjour tout le monde. Ça c'est Ben Noel. Sẽ cái bộ râu lại một chút xíu đi. Ở nhà thấy Ben Noel à, thấy đẹp chưa? Nãy là Mẹ Noel, bây giờ là Ben Noel nha. Bà Ben Noel. Bà Ben Noel thì phải có lỗ mũi bự với lại cái bộ râu, đó là mới là Ben Noel. Còn bây giờ ấy mà hồi nãy là mẹ vợ của ông già Noel. Vợ vợ của ông già khóa cửa, phá hoại tài sản. Ở nhà thấy ba Ben Noel đẹp không? Quá đẹp luôn nha cả nhà, quá trời đẹp luôn. Rồi bữa nay là mình làm cái video trễ thì hơi mình đăng lên trễ chứ không có làm sáng mà bị hư, không phải bị hư, bị nó hết pin cái rồi mất tiêu cái video. Vậy thôi mình lên chơi cả nhà chút xíu để rồi mình tuột xuống mình đi làm đồ ăn, ăn cơm. Nói cái Noel này thì có hai ông bà thôi, rồi cũng không có cái gì mà cầu kỳ bình thường, cũng như không có Noel tại vì nó quá buồn, nó quá buồn, nó quá đủ thứ buồn. Thứ nhất là buồn vẫn còn bệnh cho nên con cháu rồi nó cũng không có về đây, thử ra có hai ông bà thôi không ăn Noel gì hết á. Không ăn Noel, khi nào mà hết hết, hết dịch hết hết này nọ rồi mới ăn mừng, ăn mừng. Còn bây giờ không ăn Noel, cũng không ăn Tết luôn cả nhà, ăn có hai người nó không có vui cho nên không có ăn. Vậy thôi mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Chúc cả nhà luôn luôn bình an khỏe mạnh và làm YouTuber thành công, đại đại thành công. Ồ vâng. Bye bye cả nhà nha.